Rồi, hello, chào các bạn ạ. Đến ngày hôm nay Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình Linh Báo Cà Phê Land có một cái bài mình thấy cũng khá là hay các bạn. Bài này là mới luôn các bạn, ngày 31 tháng 3 các bạn này. Đó là chiêu trò bán đất nền, biết rồi khổ lắm nói mãi, vẫn khiến nhiều người sập bãi. Để các bạn coi thử có cái gì hay không. Miếng mồi chiếc kháo, đất này là một phân khúc luôn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản. Đây không chỉ là kênh trú ẩn an toàn cho những người có tiền nhàn rỗi mà còn có khả năng sinh lợi cao. Cái này đúng rồi các bạn, người Việt Nam mình rất ghiền đất này. Trong tất cả các phân khúc, đất này luôn luôn là một phân khúc tạo ra sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tại vì cái nhu cầu của người dân rất là cao. Quan niệm giá trị ở đất đai luôn tăng theo thời gian là một yếu tố khiến không ít nhà đầu tư mạnh dạn xuống tiền mua đất nền. Trong giao dịch đất nền có những chiêu trò tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người tiền mất tật mang. Để mình xem thử có lý do vì sao mà nhiều người vẫn còn dính chưởng ở đây các bạn. Được nghe nhiều chiêu trò khi mua đất nền, nhưng mới đây bà NTN ở Vũng Tàu mới được trải nghiệm. Có nghĩa là chắc nghe trên báo trên giấy rồi gì đó. Hồi xưa chứ anh chưa đi cái trải nghiệm, cho nên đợt mình đi cứu thử coi thử có gì hay không. Cuối tháng 3 năm 2021, bà N tham gia lễ hội mở bán dự án tại nền Thành Đô Smart City, tọa lạc tại xã Nghĩa Hành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, của công ty cổ phần địa ốc Thành Đô. Mà nói bạn những công ty nào mà đã đặt tay lên báo rồi thôi, mình nói bạn là uy tín không có còn rồi các bạn. Nhưng mà đâu đó vẫn nhiều người vẫn còn mơ mơ hồ, dính chữ hồi các bạn này. Tại đây bà N được chào mời một lô đất 133 mét vuông với giá là khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau khi quảng cáo các tiện ích cao cấp tại dự án, nhân viên bán hàng của công ty Thành Đô đưa ra chính sách chiết khấu rất hấp dẫn. Cụ thể, nếu bà N thanh toán 50% giá trị lô đất sẽ được chiết khấu 7 chỉ vàng, còn đóng 95% giá trị lô đất sẽ được tặng 15 chỉ vàng. Số vàng này được quy ra tiền và trừ trực tiếp vào giá bán. Mình nói các bạn đây là cái chiêu mà vẫn các chủ đầu tư lúc nào nó vẫn sử dụng các bạn. Các bạn tin là các bạn cứ đi thử đi, đi trải nghiệm những cái nơi mà những cái lễ mà bán dự án các bạn ạ, là các bạn sẽ thấy nó nhộn nhịp, nó sôi động. Và phía trên này là những cái đàn múa rồi là ca hát, rồi tí nữa là giới thiệu dự án xong là sẽ có những cảnh mà mua bán, rồi những người đọc tên sướng tên. Để mình mô tả thêm cái cảnh như thế này các bạn này, nó đúng y những cái gì mà mình đã từng dự các bạn. Một nhóm là ba bốn nhân viên phụ trách một khách hàng, họ tạo không khí mua bán rất sôi động, như kiểu mình không mua sẽ có người khách khác tranh suất. Vì không tỉnh táo nên tôi đã ký hợp đồng đặt cọc và đóng 50 triệu đồng. Đáng nói là chính sách chiết khấu sau đó lại không đúng như tư vấn ban đầu. Đó các bạn này, trời mới dính chữ rồi này. Thả con tôm ra ăn cao chết rồi. Nhiều anh bán được hàng nói bạn là anh hót hài lắm. Sau khi bà N xuống tiền, nhân viên tư vấn của công ty Thành Đô nói rằng do nhầm lẫn với 50 triệu đồng tiền cọc chỉ được chiết khấu một chỉ vàng. Chạy rồi. Nói chào là túi thui mà luôn. Nói ngọt ngào quá, sướng lỗ tai quá, xuống tiền bây giờ anh nói ngược lại. 50 triệu chỉ đừng chỉ thôi. Còn nếu đóng đủ 300 triệu đồng ngay trong ngày thì mới được tặng 5 chỉ vàng. Nếu thanh toán 95% giá trị lô đất và ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau 7 ngày mở bán sẽ được chiết khấu 8 chỉ vàng. Các bạn ạ. Vàng mà nên có giá nữa mà cứ đưa vàng nó cao đi thì nhiều người không tỉnh táo là dính thấy. Theo bà N, nhân viên tư vấn đã đưa thông tin chiết khấu không đúng sự thật, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của người mua. Hợp đồng đặt cọc có nhiều khoản, nếu không đóng thêm tiền sẽ mất tiền cọc.
Ngoài ra, hợp đồng còn đề cập khách hàng sẽ xem xét đầy đủ hồ sơ pháp lý của dự án. Tuy nhiên, thực tế nhân viên không cho bà N xem giấy tờ gì. Mình nói bạn là hợp đồng này là do chủ đầu tư người ta soạn. Cho nên là tất cả những gì có lợi nhất là nằm ở phía họ. Còn những gì mà bất lợi nhất là nằm ở phía khách hàng. Mình nói bạn không có chuyện mà nó trả lại tiền cọc hoặc là có tiền gì đó. Trường hợp mà chậm ra sổ là nó trả tiền lãi à. Mình nói bạn mùa quý 9 đi, không bao giờ có đâu. Mà mình mà chậm tiền á, là án phạt. Án phạt rất cao các bạn. Còn các bạn đặt hợp đồng là án là nhàn, nó đủ kiểu. Đặt nhiều cái rất là mơ hồ. Trong một cái không khí nhộn nhịp như vậy, đưa các bạn một cái hợp đồng mà nó làng nhàng, nó cao kéo đủ kiểu, nó cài cắm trong nó đập rất là khó chịu các bạn. Không biết là các bạn đã từng đập chưa, chứ mình đập rồi các bạn. Có những hợp đồng nó các bạn là nó làm cho cả mười mấy trang đó, thời gian đâu mà các bạn đập, mà nó nói quanh co, mà cuối cùng là những điều đó là có lợi cho chủ đầu tư, các bạn hiểu là như vậy. Trong một cái không khí mới nhộn nhịp như thế này, các bạn chỉ đọc một vài cái ý chính thôi, thì cuối cùng là cũng cám đò cám cổ ký, là vì hối các bạn quá, các bạn phải ký thôi. Qua tìm hiểu, bà N mới biết lô đất mà bà mua nằm trong dự án khu dân cư Lan An 7 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lan Anh làm chủ đầu tư. Công ty Thành Đô tự bịa ra tên dự án Thành Đô Smart City để chào bán. Đến đây bà N chấp nhận mất tiền cọc và xem đây là một bài học cho bản thân. Các bạn thấy không? Thì trải nghiệm mà có một bài học thấy không? Xứng đáng lắm các bạn. Nhiều người là thà mất một lần như vậy mà lần sau mới nhớ được các bạn. Chứ còn không là nhiều người còn mất nữa các bạn ạ. Nhiều người là tiếc 50 triệu các bạn ạ. Cái là tiếp tục đám tiếp cho hắn thêm vài trăm nữa là cậu cứng ngắc luôn. Trường hợp nó rất là nhiều các bạn. Đấy là cuối cùng là ảnh cứ mờ mờ ảo ảo như vậy mà. Nhiều người nam chục đó là thành ra cộng dòng dòng là cũng vài trăm triệu đó các bạn. Cái thành phần này mình nói các bạn là treo đầu dê bán thịt chó đó. Bán không đúng sản phẩm. Những cái trường hợp này là có khả năng là kiện ra tòa được các bạn. Mà ở Việt Nam mình nói bạn là kiện ra tòa cũng rườm rà rắc rối lắm. Chứ không phải như các nước đâu. Như các nước mà anh làm ăn mà lơ tơ mơ như các bạn làm nói phạt mà. Phạt là chỉ có phá sản luôn các bạn. Còn mình bây giờ tranh tối tranh sáng, tự bảo vệ lấy bản thân mình thôi chứ kêu ca ai nữa, khó lắm các bạn. Đừng để nó dai dưa nó dính vào là tốt nhất. Rồi xong cái vụ bà N lao ni cứ đọc sách đọc báo nghe nhưng mà chưa có đi trải nghiệm. Bây giờ trải nghiệm phát là dính chưởng liền. Bảo nói các bạn đi đầu tư bất động sản là phải thực chiến lần nào cho đó các bạn. Ai đã từng đầu tư bất động sản mà nói rằng mà chưa bao giờ mất tiền là mình nói các bạn người đó là nói không đúng sự thật. Những người thành công là phần đa là đã từng mất tiền các bạn. Thậm chí mất vài trăm triệu, vài tỷ, có người vài chục tỷ luôn các bạn. Chính những cái bài học nó làm người ta nhớ rất là lâu. Và người ta đứng lên từ những cái thất bại đó các bạn. Từ những cái nỗi đau đó. Chào bán đất ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng là lùa khách đi Đồng Nai. Có nên nhiều lắm các bạn. Mà không hiểu người răng là vẫn có người bị này. Mới đào năm 2021, đào mới nè các bạn. Ngậm ngùi mất 50 triệu mới đây bà V đã chia sẻ về quá trình trở thành nạn nhân trong vụ giao dịch đất nền của công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Dreamland. Như vậy là cái việc này mình khẳng định với bạn là sự thật các bạn. Tại vì khi mà báo chí người ta đã viết cái tên như vậy là không còn là điều cái gì là giả dối hay các bạn. Cái tên này thì có khả năng là thật này mà người ta không mới ghi. Còn các bạn mới ghi không đúng là có khả năng là công ty nắng kỵ không hề đơn giản này các bạn ạ. Cho nên là người thật việc thật. Cho nên báo chí người ta mạnh dạn, người ta không có sợ các bạn. Nếu cần là sẽ có người làm chứng ngay các bạn nhé. Thay bà V, đầu năm 2021 bà được nhân viên bán hàng của công ty Dreamland
chào mời lô đất 70 mét vuông tại quận Phú Nhuận với giá là 1,7 tỷ đồng. Không nghĩ nào. Ở quận Phú Nhuận mà làm gì có giá 1,7 tỷ đồng. Mình nghe là mình thấy là nghe có mùi ở đây rồi các bạn ạ. Nhưng mà nhiều người là cũng mơ mơ hồ, coi thử lý do rằng dính. Vì đang có nhu cầu về nhà ở và nghĩ rằng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tìm đâu ra lô đất có giá rẻ như trên, nên bà V cũng muốn đi xem đất. Đây là một cái chiêu mà các cò môi giới không có lương tâm hay lòng đó các bạn. Ghi như vậy là đánh vào cái sự tò mò của người khách hàng. Thái thích quá cho nên là một vẫn phải đi xem cho biết. Và chính cái đi xem đi biết đó các bạn này rồi nó hướng dẫn mình đi đến một cái vị trí khác để bán một sản phẩm khác, chứ không phải là cái vị trí ở trung tâm đó đâu các bạn. Cái chiêu này sử dụng nhiều lắm, ở đâu cũng vậy các bạn. Ở Đà Nẵng mình ít hơn, nhưng mà nó có trường hợp như thế này các bạn này. Có những cái lô đất đó là không có thật mà ông rao là tại vị trí nó bán với một cái giá như vậy. Đó là khách hàng điện tới là ông kêu là cái lô đất nó giao dịch rồi anh ơi. Đó, hoặc là bắt đầu ông gà mình. Ông gò mình là hiện bây giờ là có những cái lô đất tương tự nhưng mà giá cao hơn, hoặc là em dẫn anh đi vị trí khác đó. Bởi mình nói các bạn là những người mà làm môi giới như vậy là họ cũng không có tồn tại được các bạn. Cái sự gian dối của anh là nó đã thể hiện trong chính cái lời nói và hành động rồi. Như vậy thì anh không thể đi trọn kiếp với cái nghề này. Người ta nói rằng nghề nó không phụ người, mà người phụ nghề thì một ngày ở đó nghề sẽ phụ là người. Sau khi chốt lịch hẹn, ngày hôm sau bà V được nhân viên bán hàng hướng dẫn đến một địa điểm tại quận 2 để tập trung đi xem đất cùng với nhiều khách hàng khác. Hỏi nhân viên tư vấn trực tiếp về lô đất cho mình ở Phú Nhuận, bà V được trả lời do chủ nhà bận việc đột xuất chưa kịp về. À, các bạn thấy không, đầu lái ra cái vụ này các bạn này rất là hay các bạn. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên công ty Dreamland đề nghị bà V lên xe du lịch 45 chỗ ngồi chờ sẵn đi xem đất ở Đồng Nai cũng do công ty phân phối. Đó các bạn thấy không, đó cái bãi gian ra rồi, bây giờ dính rồi. Lúc lên xe, các nhân viên bán hàng tổ chức trò chơi hỏi đáp có thưởng cho khách hàng, tạo không khí rất sôi nổi. Khi đến một khu đất trống lát đác có vài căn nhà tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, các nhân viên giới thiệu đây là dự án Golden Dream City mà họ đang bán. Ngay khi xuống xe, bà V và nhiều khách hàng khác được từng nhóm nhân viên tư vấn tận tình. Bên cạnh việc quảng cáo về tiềm năng phát triển khu vực, tiện ích nội và ngoại khu, các nhân viên tư vấn còn tung chiêu giảm giá khuyến mại chưa từng có dành cho khách hàng xuống tiền ngay trong ngày hôm nay. Theo bà V, khi nhóm nhân viên đang tư vấn cho mình thì xuất hiện một vị khách từ đâu đến hỏi mua chính lô đất mà bà đang tham khảo với giá cao hơn. Chính chiêu trò tạo sóng ảo này đã làm cho bà mất lý trí và sau đó bà ký vào phiếu thỏa thuận đặt cọc với số tiền đặt trước là 200 triệu đồng để mua lô đất 100 mét vuông. Chắc rồi. Dính đi cái bài quán luôn các bạn. Đi từng bước một. Từ khi là đưa cái tin giả ở đất quận 2 rồi đánh lừa là chủ nhà không có, cho nên tranh thủ thời gian này trong khi chờ đợi chủ nhà về thì lấy xe ô tô. Lấy xe ô tô xong rồi là đang gã thì đang màu chạy thì có một người khách đến. Khách đó là người của hắn luôn các bạn, chứ không phải là khách đâu, khách thiệt đâu có đâu. Sợ mua là không được cho nên là xuống 200 triệu liền. À, dính chữ liền các bạn thấy không. Sau khi tìm hiểu từ chính quyền địa phương, bà V được biết khu đất với tên gọi là dự án Golden Dream City được nhân viên công ty Dreamland chào bán ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom thực tế là dự án đang triển khai dở dang của doanh nghiệp khác. Lại treo đầu dê bán thịt chó tiếp. Biết bị lừa, bà V đến công ty Dreamland đòi lại tiền cọc thì chỉ được trả lại 150 triệu đồng. Trước thực trạng nhiều người sập bãi khi giao dịch đất nền tại dự án, luật sư Trần Ngọc Trâm khuyến cáo người mua cần tìm hiểu thật kỹ thông tin về chủ đầu tư và hồ sơ pháp lý dự án trước khi quyết định xuống tiền.
Rồi các bạn đọc những thông tin này, mình thấy cái bài này rất là hay các bạn. Để mình chia sẻ thêm các bạn. Vì sao mà những cái chiêu trò này cứ lặp đi lặp lại như vậy mà vẫn nhiều người dính chữ. Bây giờ mình phân tích các bạn để cho các bạn nắm được rõ hơn. Và cố gắng ghi, không cần ghi lại cũng được, nhưng mà nhớ trong đầu cũng được các bạn này. Thứ nhất là miếng màu chiếc kháo, để mình chia sẻ với các bạn á. Thực tế là nó không có chiếc kháo gì đâu. Bản chất của chiếc kháo là gì các bạn? Thực tế đó là chủ đầu tư người ta nâng cái giá lên, và cuối cùng là người ta trả ngược lại cho khách hàng thôi. Chứ thực tế nó không phải là chiếc kháo đâu các bạn. Ví dụ thay vì miếng đất đó là 10 triệu một mét vuông á, thì ông nâng lên 11 triệu. Cái đầu là ông kêu là mua đóng trước 50 hoặc là 30 hoặc 95% là được giảm giá. Thực tế là ông nâng lên ông giảm xuống thôi, chứ bản chất của nó là như vậy các bạn. Các bạn tưởng nào tự nhiên đây em cho các bạn 5 dĩ vàng, 7 dĩ vàng, tiền đâu cho, lấy tiền các bạn cho lại cho các bạn đó, chứ không tiền đâu ra. Cho nên các bạn phải nhớ cho mình một cái điều như vậy. Cho nên bữa sau đi là đừng có ngay chiếc kháo, đừng ngay chiếc kháo mà vui. Mà nói các bạn cái chiêu mà chiếc kháo này là do các cái nhà mà kinh tế học của nước ngoài, những nơi mà có thị trường phát triển rất là lâu rồi, là người ta nghiên cứu cái hành vi tiêu dùng của con người. Con người có một điều rất là lạ các bạn, mua sản phẩm hay là mua một cái gì là thích có quà tặng nữa. Thích quà tặng là thích rất là vui. Như tưởng tượng như đó là cái gì đó của trời cho đó. Nhưng mình đâu nghĩ rằng cái đó nó nằm trong giá thành sản phẩm rồi. Biết nó bị lừa là như vậy đó, nhưng mà tâm lý con người là ở đâu cũng như nhau các bạn. Ở Tư Bản, ở phương Tây, ở Mỹ, ở Tây, ở Tàu, ở đâu cũng vậy đó. Tâm lý con người là như nhau, thích được tặng quà. Vì vậy mà anh đông lên là anh hạ giá xuống, là anh kêu đó là quà. Rồi ý thứ hai mình chia sẻ thêm á, lỡ mà cái đi như vậy thì mình đã có những cái bài chia sẻ rất là nhiều lần đó. Đi dự những cái chỗ mà nó bán sản phẩm như vậy thì tốt hơn nhất là đừng có mang theo tiền. Mình nói đi lại rất là nhiều lần rồi, mang tiền vừa đủ thôi. Và vì sao các bạn biết không? Các bạn đi vào đó là không khí nó nhộn nhịp, nó sôi động, nó làm cho cái lý trí của các bạn không còn nữa. Ở nhà thì các bạn chuẩn bị tinh thần rất là tốt, nhưng mà tới đó tại cái chương trình trong một không khí sôi động như vậy, những cái người dẫn dắt chương trình người ta làm cho cái cảm xúc con người nó dâng cao lên. Và khi cảm xúc dâng cao là lý trí đi xuống, hai cái đó nó đi ngược nhau các bạn. Và sẵn tiền trong người nữa thì rõ ràng là các bạn xuống tiền ngay lập tức liền. Và khi xuống tiền là xem như là chúng ta đã dính mắc cao rồi, xem như là dính cái bãi rồi. Mà khi dính cái bãi này rồi á, là hắn là lạng hoàng á, mà không tỉnh táo á, là có khi còn dính tiếp thêm một cái sai lầm thứ hai nữa. Nhiều người chấp nhận bỏ 50 triệu như có chị N này đó, là chấp nhận mất 50 triệu. Còn có những người mà không chấp nhận mất 50 triệu các bạn này, hắn nói ngon nó ngọt quá, tiếp tục xuống tiền giai đoạn 2, giai đoạn 3 là coi như là chôn vốn tại đó luôn. Thực tế đó là dự án là treo đầu dê bán thịt chó mình nói đó. Rồi cái ý thứ hai nữa là các bạn phải xuống hiện trường xem có đúng như vậy là không. Cái đúng dự án đó nó thi công tới đâu rồi, hạ tầng ra sao. Và thứ ba nữa là các bạn phải xem là thử cái chủ đầu tư là ông nào. Phải tìm chủ đầu tư thì chứ, mình mua đất mà mình không biết chủ đầu tư là ông nào thì cháy rồi. Cái ông mà cấp sổ cho mình á là ông chủ đầu tư, còn cái ông phân phối là các bạn đừng có quan tâm tới ổng. Cho nên là khi đóng tiền là đóng chủ ông đầu tư, chứ đừng đóng tiền cho ông môi giới, hoặc là đừng có đóng tiền cho ông sàn. Ông sàn đó là mỗi nhiệm vụ ổng bán được là ổng hưởng được bao nhiêu phần trăm hoa hồng trong chủ đầu tư thôi. Cho nên nhiều người là không biết là đóng tiền cho cái ông sàn môi giới là là tiếp tục thêm một lần hãm nữa. Rất là nhiều cái vụ kiện cáo là liên quan đến cái việc mà đóng tiền trực tiếp cho ông sàn, rồi ông sàn nó ông lái tiền ông làm chi không biết, cái là ông không đưa cho ông chủ đầu tư, cái là ông chủ đầu tư nói rằng cái ông này ông không đưa tiền ông cho nên không ra sổ. Trời ơi, đã khởi như đó. Ở Quảng Nam có mấy vụ đó, và nhiều nơi cũng có, nhưng không nói gì Quảng Nam các bạn.
Trường hợp này xảy ra rất là nhiều rồi, cho nên các bạn phải hết sức thận trọng. Cho dù bạn có làm tất cả những cái ý mà mình nói đó, rủi ro có còn không các bạn? Rủi ro nó vẫn còn các bạn, vô cùng rủi ro luôn. Khi nào mà chủ đầu tư cấp sổ hồng cho các bạn thì lúc đó là hết rủi ro. Còn ngày nào mà còn treo sổ hồng các bạn là rủi ro vẫn còn. Các bạn phải hiểu một ý của mình là như vậy. Cho nên tốt hơn nhất là mua dự án đã có sổ rồi. Mình nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi đấy. Thà rằng mình ăn mỏng thôi, mình ăn chút chút thôi, nhưng mà nó bền nó lao. Việc gì là mình cố đấm mình ăn sâu, mình cũng cố ăn dài, cho nên là bị dính vào con đường rất là đa, rất là mệt mỏi. Bởi vì các bạn ngồi đó là môi giới, đời cũng ca, cũng rủ rỉ, rù rì bên lỗ tai, các bạn biết đó. Kêu là anh mà chị mà đất này vẫn ra sổ phát là nó tăng lên 50% nhân x2 x3, dẫn chứng là dự án này dự án kia, từ khi chưa ra sổ và đến khi có sổ là trong vòng mấy năm là khi bán ra là sống giá thị trường là nhân tài sản lên rất nhiều lần. Các bạn nghe các bạn sướng lỗ tai quá, mà có khi đúng cũng có là như vậy. Nhưng mà vấn đề là dự án tốt ra sổ, vị trí đẹp, chứ còn nhiều dự án không ra sổ được là chết liền. Như vậy là đừng ca vô trong cái lỗ tai các bạn là toàn là những cái điều tốt đẹp không, còn những rủi ro là chẳng bao giờ nói. Như vậy là khi đi đầu tư bất động sản, mình là người phân tích rủi ro và phòng ngừa những rủi ro đó. Và một cái ý mình chia sẻ cái chỗ chị V á, cũng phải hết sức tỉnh táo. Những cái trường hợp mà đất ở nội thành mà cái giá như vậy là nghe là biết là có mùi liền các bạn. Mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh biết bao nhiêu lâu rồi, làm gì có cái đất mà tỷ mái là không bao giờ có rồi các bạn. Ở trung tâm thành phố là càng không có nữa, cho dù đất trong kiệt các bạn cũng không bao giờ có giá đó. Cho nên là đó là có câu mồi của họ, mình đọc là biết liền. Mà cho dù lỡ mình có đấy mình biết lừa rồi á, thì một cái là mình về. Còn trường hợp mình thích đi xem dự án á, thì mình đi xem với dự án với một cái tâm thế rất là rõ ràng là đi xem cho biết, không có xuống tiền, và tốt nhất là đừng có mang theo tiền. Nó tóm lại là như vậy. Mình nói các bạn một cái dự án mà có tốt mái ra chăng nữa, cái việc mua bán là phải có thời gian. Chúng ta không nên tranh giành cái kiểu như là mình không mua là người khác mua mắc. Những người môi giới người ta cũng hay đánh vào cái tâm lý như vậy các bạn. Mua đi không mua là sẽ có người khác mua ngay lập tức liền. Vì vậy cái chị này đúng đánh y tâm lý chỗ đó luôn các bạn. Mình đang thương lượng, mình đang nói về cái mảnh đất này là tự nhiên là có người khác nó nhảy vào, nó xí phần mình. Cuối cùng là trong một cái cảm xúc như vậy, các bạn sợ mất một cái vị trí đẹp quá mà là xuống tiền là coi như là dính ngay cái bãi của họ liền. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Những cái việc này nó xảy ra rất là nhiều lần rồi các bạn, những cái năm trước đây rồi, mà bây giờ năm 2021 mà vẫn có người dính là mình thấy thật sự đáng tiếc các bạn. Bây giờ các bạn phải nâng cao kiến thức lên, không phải là những người đầu tư bình thường nữa, mà là những nhà đầu tư thông thái, những người có trình độ, những người có chuyên môn, những người có kỹ năng. Mình cần nâng cao trình độ thì rõ ràng những cái việc mà lừa đảo đó, nó càng ngày nó sẽ càng khó lần đi á, thì tự nó sẽ ít nhiều, nó giảm đi các bạn. Còn ngày nào mà chúng ta vẫn còn cái tình trạng mà mơ mơ hồ như vậy thì tạo nên đất sống cho họ. Còn mình nói các bạn môi giới thì có người tốt người xấu, chứ mình không có cào bàn ai trơn á. Cuộc sống này nhiều khi cũng bông chan, cũng vất vả, ai cũng muốn có đồng ra đồng vào, ai cũng lo cuộc sống cho họ, cho nên người ta sẵn sàng, người ta chấp nhận, người ta hy sinh cái đạo đức một tí để người ta có đồng tiền người ta sống. Cho nên nhiều khi cuộc sống nó cũng phức tạp lắm các bạn. Cho nên chúng ta phải tự trang bị kiến thức và bảo vệ bản thân của mình là chính các bạn, chứ đừng trách móc ai trơn á. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye chào các bạn.